Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông, chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED từ các hãng thương hiệu. Xin chào mọi người nhé. Ngày hôm nay thì Cường sẽ tiến hành khui đập hộp cái mixer Midas M32R Lite để mình giao cho chú Toàn ở bên Mỹ nhé mọi người nhé. Cái này là chú ở bên Mỹ nhé mọi người ha. Chú mua con này về hát karaoke. Thì hôm nay Cường sẽ đập hộp và tiến hành setup theo yêu cầu của chú. Mình sẽ routing cái mixer này thành một cái code server 2 in và 6 out. Cũng như là mình cài sẵn ghép fake cho chú luôn mọi người ha. Đó, đây mình sẽ tiến hành khui này mọi người. Thì cái mixer Midas M32R Lite này hiện tại giá của nó là 57 triệu mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với bên Cường. Nếu mà quý anh chị nào chưa biết cách sử dụng á, thì quý anh chị cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là quý anh chị alo trực tiếp với Cường qua số điện thoại là 0946734646. Khi quý anh chị mua thì Cường sẽ hỗ trợ hướng dẫn sử dụng, Cường sẽ quay chi tiết theo yêu cầu của quý anh chị nhé. Đó, hoặc là Cường sẽ setup effect theo cái ý của Cường. Còn lại về nếu mà quý anh chị chúng ta cảm thấy chúng ta muốn effect khác hơn á, thì chúng ta có thể setup lại effect ha. Effect thì không có hướng dẫn được. Effect thì mọi người chúng ta có một cái sở thích và một cái cách nghe khác nhau, không ai giống ai hết mọi người ha. Đó, nhiều người thì lại thích hát delay, nhiều người thích hát reverb, rồi vân vân ABCD. Chính vì đó thì Cường sẽ hướng dẫn cho quý anh chị cách sử dụng chi tiết từ cái bước đầu tiên, có nghĩa là cái người nào mà chưa biết sử dụng luôn á nha, Cường cũng hướng dẫn chi tiết luôn cho nên là quý anh chị yên tâm khi sử dụng nha. Đấy, đây là phía bên trong nó sẽ có một cái hộp giấy. Thì cái này hàng khi về tới Việt Nam thì bên công ty họ sẽ tiến hành khui nhé mọi người, họ sẽ tiến hành khui và họ dán tem bảo hành của họ nhé mọi người ha. Đấy, cho nên là nó sẽ không còn nguyên siêu đâu nhé, nó vẫn là hàng mới đó nhưng mà công ty sẽ khui ra để dán tem bảo hành ha. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cái hộp giấy bên trong của nó. Đây là cái hộp giấy bên trong của nó nha. Đó, thì công ty có khui ra để dán tem bảo hành nha mọi người ha. Ok, và sau đây thì Cường sẽ khui nốt nha. Rồi, và bây giờ bên trong thì nó sẽ có các cái racket hai bên này để chúng ta gắn tủ máy này. Cái này hạng tặng kèm này quý anh chị ha. Và có dây nguồn này, có cái sợi dây nguồn của nó này quý anh chị ha. Đó. Rồi, tiếp đến thì nó sẽ có một cái cuốn sách, cuốn manual đó quý anh chị. Và một cái bao này để chúng ta che cái mixer, chúng ta đậy cái mixer. Khi mà chúng ta sử dụng xong á, chúng ta dùng cái khăn này chúng ta che lại cho nó khỏi bụi nhá quý anh chị ha. Rồi, Cường sẽ tiến hành bỏ cái này qua bên này quý anh chị. Rồi, bây giờ Cường sẽ tiến hành nhấc cái mixer này ra quý anh chị ha. Đấy, thì Cường làm một mình cho nên là Cường đặt cái máy quay nó cố định nha quý anh chị, cho nên là hơi khó nhá. Quý anh chị hơi khó xem nhưng mà mong quý anh chị thông cảm ha. Đó, Cường sẽ nhấc ra là quý anh chị. Đó, Cường chỉ cần nhấc như vậy là được rồi. À, cũng rất là mệt đấy. Một mình làm rất là khó quý anh chị ha. Đây, có dính cái bao nữa, rất là khó khăn khi mà một mình chúng ta lấy ra nó trơn trượt quý anh chị ha. Đây, tạm thời để như vậy này quý anh chị. Rồi, ok. Thì bây giờ Cường sẽ lột cái bao ra luôn này. Lột cái bao này là tiến hành lấy mixer ra. Đó, con này có giá 57 triệu quý anh chị nhé. 57 triệu nhé. Rồi, ok. Bây giờ Cường sẽ tiến hành đặt cái này lên một cái tủ cho nó đẹp ha. Tay mình dính mồ hôi. Rồi, xin chào mọi người. Bây giờ thì Cường đã đặt cái mixer này lên một cái tủ rack rồi ha, cho nó cao, mình ngồi mình điều khiển cho nó dễ ha. Thì Cường sẽ quay sơ cho quý anh chị xem. Thì về cái chức năng và cái cách sử dụng á, thì nó cũng giống y chang như con Behringer X32 thôi quý anh chị ha, chứ nó cũng không khác gì nhiều. Tuy nhiên thì về cái mặt thiết kế và bố trí các cái phím chức năng, nó nằm ở cái vị trí nó hơi khác một chút nha. Thay bằng thì
cái Behringer thì nó sẽ có các nút chuyển tab nằm bên hông này. Còn với con Midas á, thì nó sẽ nằm hết lên một góc này quý anh chị ha. Nó nằm hết lên một góc này. Đó, nằm hết lên một góc như vậy. Đây là cái tab input 1 đến 8 này, 9 đến 16, 17 đến 32 và 17 đến 24 và 25 đến 32. Và đây là các cái đường AUX in. Và các cái đường AUX in này thì chúng ta sử dụng rắc 6 ly quý anh chị nhá, input. Hoặc là chúng ta có thể chuyển nó thành một cái đường để chúng ta làm cái đường card in. Chúng ta phát nhạc trực tiếp từ laptop qua cái mixer này bằng một cái sợi cáp USB interface quý anh chị ha. Đó. Nói chung là chúng ta có thể routing tùy ý độc lập nhá. Nếu mà chúng ta khai thác thì con mixer này nhiều chức năng lắm. Tuy nhiên thì cái này mình set cho anh Toàn dùng gia đình cho nên là cũng không cần phải set phức tạp cho lắm. Và theo ý của anh Toàn á, thì anh muốn là setup routing một cái mixer này thành một cái code server luôn. Thì ở đây mình sẽ setup nó thành một cái code server 2 in và 6 out. Đồng thời á, thì mình cũng set hai cấu hình quý anh chị nha. Setup hai cấu hình cho anh á. Tại vì mình sẽ set trên một cái bộ loa ACTI. Thì đối với loa ACTI á, thì chúng ta có thể đi hai dây left right từ cái mixer đi thẳng ra cái sub. Và cái sub thì riêng với lại FPT này thì nó có cái HF filter outburst, nó sẽ out cho full luôn. Có nghĩa là nó giống như một cái code server ở cái sub rồi quý chị nha. Thì đây mình sẽ đưa hai cấu hình. Và đầu tiên thì mình sẽ cấu hình là hai đường out thôi, hai đường out left right ra hai cái sub, và hai cái sub sẽ chia quay lên full. Đó, để mình chỉnh effect này nọ các thứ cho nó dễ. Và xong sau đó thì Cường sẽ routing các cái đường sub và full riêng để cho anh Toàn anh điều khiển theo ý của anh ha. Anh muốn sub lớn hay là full lớn như thế nào đó, ABCD thì anh làm cho tiện theo ý anh ha. Đó. Và nếu như mai mốt mà anh cảm thấy là xài cái cấu hình như mình tư vấn á, đưa cái sub link lên full á, nó ok hơn thì anh cứ chuyển qua ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay sơ qua cho quý anh chị xem và chia sẻ các cái nút chức năng. Thì đây là trên các cái fader quý anh chị nhé, trên các cái fader á, thì nó có các nút select. Khi mà chúng ta muốn chỉnh cái kênh nào thì chúng ta select vào kênh đó ha. Chúng ta nhấn select vào. Thì ví dụ như ở đây mình chọn tab input 1 đến 8 là mình select vào cái channel số 1 thì mình view. Ví dụ mình view cái này ra, compressor, thì đây là cái com của cái line số 1 quý anh chị nha. Và view cái gate thì đây là gate của cái line số 1. Và view cái EQ thì đây là cái EQ của line số 1 nha. Thì lúc nãy mình có chỉnh sơ, một lát mình reset và mình chỉnh lại nhá. Đó. Rồi còn đây là config reamp. Cái này chúng ta chỉnh gain đầu vào này nọ các thứ, chọn đầu vào nha. Rồi. Đó. Thì bên này là các cái DCA group này quý anh chị, DCA group này ha. DCA group. Đó. Và matrix MNC này, đấy matrix. Nó có 6 cái matrix quý anh chị nhá. 6 cái matrix thì một lát nữa là 6 cái matrix này Cường sẽ routing nó thành 6 cái outburst. 6 cái outburst của nguyên hệ thống loa. Tùy ý ha. Đó. Rồi, bớt 1 đến 8, bớt 9 đến 16. Wow. Thì mặc định của cái mixer này á, thì bớt 13 cho tới 16 thì nó sẽ là 4 cái effect nhé quý anh chị. Đó, bớt 13 tới 16 nó sẽ là 4 cái effect. Đây. Đây, quý anh chị thấy ạ. Đó. Đây là effect return. Đó, nó chỉ có như thế thôi, không có gì nhiều quý anh chị ha. Thì đây các nút chức năng thì nó giống y như cái Behringer. Và sau đây thì để tiện cho khách hàng sử dụng thì Cường sẽ hướng dẫn luôn nha, hướng dẫn cách sử dụng luôn. Đấy, bên hông là quý anh chị thấy thiết kế cũng rất là đẹp ha quý anh chị ha. Đó, thiết kế rất là đẹp. Theo mình cảm nhận thì nó thiết kế rất là đẹp. Đây là cái mặt sau. Mặt sau của nó thì sẽ có gồm 16 đường input mic Canon. Và trên 16 đường input này nó sẽ có nguồn phantom riêng cho từng line một quý anh chị nhé. Từng line thì sẽ có nguồn phantom riêng. Để cho các trường hợp mà quý anh chị chúng ta dùng các cái micro có dây mà condenser, ví dụ như là DBA 2028, rồi Beta 87A, rồi Sen 965 chẳng hạn. Ngoài 16 cái đường input mic Canon này ra thì nó còn 6 cái đường input rack 6 ly này nữa này quý anh chị nhé. 6 đường input rack 6 ly. Để chúng ta cắm cái rack 6 ly ha. Đây cái này gọi là 6 cái AUX in. Tuy nhiên thì bây giờ Cường sẽ routing 6 cái đường này
nhé. Cường sẽ làm thành cái driver USB out từ cái sau gạc vào đây để Cường phát nhạc cho nó tiện. Sau khi xong thì Cường sẽ trả lại mặc định là 6 cái đường aux in như ban đầu để cho khách về cắm dây phát nhạc cho tiện ha. Rồi, đây có 8 cái đường outbus, mặc định thì 7-8 là main out left right, và chúng ta có thể chỉnh sửa, chúng ta có thể routing lại nhé. Một lát nữa thì 6 cái đường này Cường sẽ tận dụng hết. Ví dụ 1-2-3-4 Cường sẽ setup nó thành là full left right hết nhé. 1-2 là full, 1 là full left, 2 full right, 3 full left, 4 full right, và 5-6-7-8 mình sẽ cho thành sub hết cho khách sử dụng cho dễ nhé. Sub thì mono thôi nhé quý anh chị, bắt buộc là sub mono thôi nhé, chứ chúng ta không rank left right. Rồi, đây là cái cạc này, cái cạc USB interface. Cái cạc này là của hãng Galactic quý anh chị nhé. Model nó là DN32 Lite. Rồi, đây là cái cổng để chúng ta cắm dây mạng kết nối với một cục router để chúng ta điều khiển không dây, hoặc là chúng ta cắm dây mạng trực tiếp vào máy tính để chúng ta điều khiển cái mixer này qua một cái phần mềm của Midas quý anh chị nhé. Rồi, đây là các cái đường để chúng ta kết nối cái bóc rời quý anh chị ha. Ok. Thì con này nó chạy nguồn AutoVolt nhé quý anh chị. Cho lên chỗ này đi. Rồi mình mở effect này qua 9-16 này. On effect lên. Đêm 6-7-8. Check 1-2. Nó bị dùng reverb nhiều và ít delay quý anh chị nhé. Mình đang dùng cả sub cả full rồi đấy, nhưng mà mình đi hai đường left right thôi. Tết này anh không thèm kéo mơn, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi, cine hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mong đời tố thêm vào lòng người, chán chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Đó, ok, đây là reverb nhiều. Đó, đây mình hát chủ reverb. Và bây giờ mình sẽ kéo ít reverb xuống và nhiều delay lên ha. Thử cái delay trước này. Đến 6-7-7-7-7. Tùy với chị nhé. Mình cài thì hai cái effect. Cái một là reverb, cái hai delay. Tuy nhiên nhiều delay nó sẽ dễ bị hú, chúng ta phải can thiệp EQ của cái đường line micro nữa ha. Lên 6-7-7-7. Đó, tính delay nổi lên, tùy với chị. Lên 6-7-7-7. Lên 6-7-7. Lên. Đó, delay nổi lên nhé. 5-5-6-7-7-7-8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 
thơm ngọt lửa sen hồng. Đêm nay anh không thèm đi chơi, xin ê hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã nói em đêm nay mong đời tố thế vào lòng người, chẳng chứa mọi buồn vui. Bên tay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tắt effect thì chúng ta chọn qua bớt 9 đến 16 để tắt. Đó, tắt effect rồi. Lên 6, 7, hey. Check 1, 2. Đó. Tùy chúng ta ha, chúng ta muốn hát reverb không cũng được. Reverb không thì chúng ta đẩy nhiều reverb lên xíu nhé. Reverb là line số 1 và là cái effect số 1, và delay là effect số 2 các chị nhé. Chúng ta nhớ chú ý khi sử dụng, nhớ chú ý cái bớt, các nút bớt nhé, 9 đến 16 thì cái chúng ta nhìn lên màn hình nó có effect này ha. Đó. Lên 6, 7, hey, check 1, 2.
Thì đây là mình đang setup cực kỳ phổ thông và đơn giản nha các chị. Đó, mình lấy hai đường nắp ride đi ra hai cái sub active của mình và đưa lên hai cái lá full. Và nếu quý anh chị chúng ta dùng code server rời bên ngoài á, chúng ta xài controller rời bên ngoài thì chúng ta cũng lấy hai đường main out left right, chúng ta đưa xuống input của hai cái code hai đường input của code server và chúng ta sẽ chia ở trên code ra sub và ra full. Đó, chúng ta không cần phải đẩy send ship gì này nọ cho nó cực ha. Đấy, và mình cũng khuyên quý anh chị luôn là chúng ta hạn chế sử dụng cái đường out x out để làm sub ha. Làm như vậy nó không hợp lý cho lắm. Nó vẫn được thôi nhưng mà nó rất là phức tạp quý chị ha. Khi mà chúng ta xem như vậy rất là phức tạp ha. Rồi sau đây thì Cường sẽ tiến hành routing cái mixer này thành một cái code 2 in 6 out chẳng hạn nhé quý chị. Đó. Rồi ok, mình sẽ routing xong và mình sẽ quay tiếp quý chị ha. Mình sẽ tắt video đi cho nó đỡ bị dài video quá nhé. Rồi hello mọi người, bây giờ thì Cường đã routing xong một cái mixer này rồi mọi người ha. Trước tiên thì Cường sẽ chia sẻ mọi người chúng ta cắm ở phía sau đã nhé. Một lát nữa thì Cường sẽ đặt tên ở trên này cho quý anh chị chúng ta dễ nhìn và dễ nhận biết nhé. Thì có nghĩa lúc này đây á, thì cái fader tổng này này quý anh chị nhé. Cái fader tổng này là cái main out là cái đường input. Mình cứ ví nó như là một cái đường input của một cái code server. Và 6 cái matrix này là 6 đường output quý anh chị ha. Đó. Còn chúng ta muốn out mấy là cái gì là tùy chúng ta setup ha. Đó. Thì trước khi dùng chúng ta phải đẩy cái main left right này lên đã ha. Coi như đây là cái input và output á, thì mình đang cài line số 1 và số 2 là full left right quý chị nha. 1 2 là full left right. Đấy, số 1 là bên trái, số 2 bên phải, mình đã link lại với nhau, chúng ta chỉ cần đẩy lên cái là có hai bên left right. Và 3 4 cũng là full left right luôn ha. Đó, theo yêu cầu của khách thì về chúng ta cắm là nhớ nhá, cắm 1 là bên trái, 2 là bên phải và 3 là bên trái, 4 là bên phải nhá. Nếu mà chúng ta cắm 4 loa riêng, theo mình nghĩ thì không nên cắm như thế. Theo mình nghĩ thì quý anh chị chúng ta nên cắm, chúng ta câu hai đường left right ra thôi và loa full thì chúng ta nối link lại với nhau nhá. Đó, và sub thì mình đang cài sub là số 5 và số 6, quý anh chị cắm đường nào cũng được hoặc cắm cả hai đường đều được quý anh chị nhá. Matrix nhá. Quý anh chị chúng ta nhấn vào matrix nè. Matrix Mansi này. Đó, thì đây là 6 cái đường output nhá. Còn khi mà chúng ta muốn sử dụng qua các cái tab input ấy, thì đây. Anh chị này. Chúng ta nhấn này thì cũng không ảnh hưởng tới cái vế input nhá. Ví dụ chúng ta nhấn qua đây bus thì bên này nó mới thành bus luôn này. Còn chúng ta dùng nhấn cái Matrix Mansi thì Matrix Mansi nằm phần bên này. Chúng ta nhấn tab input ở bên này nhá. Thì bên này nó vẫn là Mansi bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Quý anh chị ha. Đó. Hoặc là bớt 9 đến 16 này. Chúng ta có thể điều khiển bên này luôn thì không ảnh hưởng ở bên này quý anh chị ha. Đó, chúng ta điều khiển ở bên này luôn này. Đó, ví dụ chúng ta cài effect rồi xong rồi, chúng ta on off bằng bên này luôn nha, matrix chúng ta on off bằng cái bớt bên này luôn, bớt 9 đến 16 này. Nhá, 1 đến 8 và 9 đến 16 này quý anh chị ha. Đó, 1 đến 8 là 9 đến 16 này. Đó, chúng ta điều khiển bên này cho nó tiện, khỏi mất công chuyển tab của cái fader bên này ha quý anh chị ha. Quý anh chị cứ để nguyên như thế. Rồi và bây giờ mình hướng dẫn cái mặt sau với chị ha. Cái phía sau thì cái này mình cài cho khách thì khách chỉ dùng gia đình thôi thì không cần dùng nhiều line. Line số 1 và số 2 là cắm micro mình đã chỉnh và đã send effect sẵn rồi ha. Đó, còn effect thì mình có chỉnh sẵn hai cái với chị, chúng ta về trộn với nhau. Đó. Rồi còn cái đường nhạc Cường đã link lại rồi, AUX 1 2 link lại với nhau rồi. Quý anh chị chúng ta có thể cắm 1 2 đây ha. Đó, hoặc là 5 6 tí nữa mình sẽ link 5 6, nếu quý chị cắm rắc AV thì chúng ta cắm cái AUX 5 6 mình sẽ link lại luôn nhá. Lát mình sẽ hướng dẫn lại cái phần AUX. Đó, còn output á. Out số 1 là cái loa full bên trái, out số 2 loa full bên phải và out số 3 là loa full bên trái, out số 4 là loa full bên phải, có nghĩa hai đường này mình đã link lại cái fader. Chúng ta đẩy một cái là cả hai bên nó chạy luôn. Đấy, còn out số 5 là sub và số 6 là sub, quý chị muốn cắm đường nào cũng được nhá. Đó. Còn hai cái đường output 7 8 này bỏ không dùng tới. Rồi. Hoặc là chúng ta nếu mà muốn out left right thì chúng ta cắm đây cũng được nhá, cắm 78 cũng được. Còn chúng ta muốn chia quay thì chúng ta cắm như thế nhá. Đó, mình nói lại một lần nữa, quên mất. Nói lại một lần nữa cho quý anh chị dễ hiểu này. Nếu như chúng ta muốn chia quay sub full á thì chúng ta cắm đường 1 2 là full ha. 1 2 full trái phải, 3 4 cũng full trái phải và 5 với 6 là sub riêng nha. Còn nếu mà quý chị dùng loa active như Cường á thì chúng ta cứ cắm đường main out left right ra nhá, không cắt gì hết, cứ cắm thẳng ra sub là sub nó tự chia ra nếu mà loa active FPT ha. Đó. Rồi bây giờ sẽ tới cái đường AUX.
Đây, AUX này, thì quý anh chị chúng ta nếu mà chú kính chỉ phát nhạc cái đường rắc 6 ly hoặc là rắc AV, rắc bông sen á, chúng ta nhấn vào đây, nhấn vào cái tab này. AUX USB input này, đây thì Cường đang dùng hai cái đường AUX 1 và 2 này, quý anh chị AUX 1 và 2 này nhá. Đó, 1 và 2. Đó. Rồi. AUX 56 này là cái đường bông sen, bây giờ mình sẽ link lại luôn. Chúng ta sẽ vào cái phần config và link lại. Đây, quý anh chị nhá. Chúng ta nhấn vào AUX 5 và nhấn link ở đây. Đây. Thì lúc này đây Cường kéo một fader, hai fader sẽ chạy theo và nó sẽ tự động bend bend left right. Nha, left right nó sẽ tự động bend quý anh chị ha. Đó, chúng ta cắm nếu mà cắm rắc bông sen á thì cứ cắm vào đường 56 và đẩy fader lên nhá quý anh chị ha. Đó, còn cắm 6 ly chúng ta cắm 12 hoặc 34 thì chúng ta muốn link thì cũng link như thế luôn ha. Rồi ok, bây giờ thì Cường sẽ tiến hành đặt tên. Rồi và bây giờ thì Cường đã tiến hành đặt tên rồi nhé mọi người, đặt tên cho cái từng cái đường outbus rồi. Nếu mà chúng ta nhấn vào cái matrix MNC này nhé, matrix MNC thì chúng ta nhìn trên màn hình sẽ thấy full left, full right, full left, full right, sub, sub. Ha. Còn nếu quý anh chị nào mà chúng ta dùng cái bộ loa Acti như Cường chỉ cần đưa hai dây ra sub á, và sub tự lên full thì chúng ta cứ cắm, chúng ta cứ dùng cái đường main left right bình thường nhé. Cắm đường out 78 phía sau như lúc nãy Cường đã nói ha. Rồi còn cái phần cắm nhạc á, thì micro á, thì chúng ta sẽ cắm đường 1-2 này, mix 1, mix 2 này. Còn cắm nhạc thì chúng ta nhấn vào AUX in USB này. Thì chúng ta nếu mà cắm rắc 6 ly á, thì chúng ta cắm cái đường AUX 1 và 2. Còn cắm rắc AV thì cắm cái đường AUX 5 và 6. Quay ra sau mixer cho quý chị xem. Đây, AUX in này, chúng ta có thể cắm 5-6 đây quý chị ha. Đó, 5-6. Cắm rắc AV hay là rắc 6 ly đều được quý chị nhé. Đó. Ok chưa? Rồi mình nhắc lại một lần nữa này. Nếu quý chị chúng ta dùng một cái bộ loa Acti hoặc là dùng code server rồi, chúng ta cứ lấy hai đường này nhá, hai đường 78 out ra thôi. Còn sáu cái đường này là mình đã cắt code server, đã chia quay rồi quý chị nhá. Đó, quý chị lưu ý ạ. Ok, bây giờ thì chào quý chị nhá, Cường sẽ kết thúc cái video. Quý chị nào có nhu cầu sở hữu tất cả thiết bị âm thanh á thì cứ liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946734646. Bây giờ chào quý chị.